À, chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà chúng ta có thể tự tạo cho mình một cái kênh YouTube riêng. À, thì đây là cái cách rất là đơn giản mà tôi nghĩ rằng ai cũng có thể làm được, miễn là mình có một cái địa chỉ Gmail. À, thì đây là một cái giao diện khi mà chúng ta đăng nhập vào Gmail ha. Đó, bây giờ tôi sẽ đăng nhập vào cái tài khoản Gmail của tôi. Rồi sau khi đăng nhập vào thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ vào cái giao diện của một cái địa chỉ Gmail thông thường. Thì đây là cái địa chỉ Gmail tôi mới tạo thôi, cho nên nó rất là đơn sơ. Đó. À, thì mọi người sẽ thấy là trên cái góc bên tay phải phía trên, đó, nó có một cái ô vuông với chín cái chấm đây. Đó. Thì chúng ta sẽ nhấp vào đây. Thì đây là nó sẽ hiện xuống cho ta tất cả những cái ứng dụng trong cái hệ sinh thái của Google, bao gồm rất nhiều thứ như Gmail, rồi lịch nè, rồi tài liệu nè, rồi Excel, đó, tức là nó đủ thứ. Đó. Thì bây giờ chúng ta nhấp vào đây và chúng ta sẽ chọn là ứng dụng YouTube. Thì sau khi vào thì đây là cái ứng dụng YouTube trên cái tài khoản của bạn. Thì với cái tài khoản này chúng ta chưa có kênh YouTube, cho nên là chúng ta cần sẽ phải khởi tạo cái kênh YouTube bằng cách là chúng ta nhấn vào trong cái biểu tượng logo góc bên tay phải kế cái hình biểu tượng cái chuông. Đó. Mình sẽ nhấp vào đây. Đây mình thấy là nó sẽ sổ xuống đó, một cái cửa sổ, và sau đó chúng ta sẽ nhấp vào cái chỗ tạo kênh. Đây, tôi nhấp vào chỗ tạo kênh. Thì YouTube bắt đầu hướng dẫn ta cái từng bước làm rất là đơn giản ha. Mình sẽ bấm cho bắt đầu. Rồi, bạn sẽ tự chọn cái tên của mình. Thì tôi khuyên bạn là nên nhấp vào cái lựa chọn thứ hai là mình sẽ tùy chỉnh tên. Đó. Thì tùy vào trong cái nhu cầu của mình là một là bạn sẽ tạo bằng cái tên của bạn, và hai là bạn sẽ tạo bằng một cái kênh nào đó mà bạn muốn. À, ví dụ như tôi có thể tạo tên riêng tôi là Tuấn Nguyễn, hoặc là Tuấn Guru, hoặc là Tuấn gì đó, Tuấn Lầu Bếp, vân vân vân. Hoặc là mình có thể tạo một cái kênh riêng của mình, ví dụ như là kho dữ liệu, kho thông tin, hoặc là kho trí tuệ. Đó, thì tùy theo cái mục đích của mình là mình sẽ đặt cái tên. Thì bây giờ tôi sẽ đặt tên đây là tên là Guru. Đó. Rồi sau đó tôi sẽ bấm vào đây, tôi tích vào trong cái điều khoản của nó, rồi tôi khởi tạo. Rồi tiếp theo là nó sẽ đưa cho chúng ta qua cái bước khác để chúng ta có thể bổ sung thêm những cái thông tin. Rồi chúng ta sẽ tải cái ảnh hồ sơ lên. Cái ảnh hồ sơ giống như là cái ảnh ảnh avatar của Facebook. À, đây là cái ảnh đại diện của mình đó. Rồi mình sẽ tải ảnh lên. À, thì khi nhấp vào đây thì nó sẽ hiện ra cái cửa sổ cho chúng ta chọn những cái hình trong cái máy tính của mình ha. À, thì tôi sẽ chọn một cái hình bất kỳ. À, rồi sau đó mình sẽ viết cái mô tả. À, mô tả kênh tức là giống như là mình sẽ thể hiện cho người ta xem là trong cái kênh này mình sẽ nói về cái gì, giá trị của mình là cái gì. Đó, và những cái thông tin cần biết là cái gì. Đó, bây giờ tôi ví dụ như là tôi sẽ gọi là kênh thông tin hữu ích. Về marketing và cách làm nhãn hiệu đơn giản hiệu quả cho mọi người. Rồi, đây là một cái nội dung mô tả. Đó, thì mọi người lưu ý là cái nội dung mô tả nó phải sát với những cái chủ đề mà mình sẽ post lên trên cái kênh của mình ha. Rồi, sau đó là cái đường link liên kết đến trang web. Ví dụ như là tôi có một cái trang web nào đó mà tôi muốn add vào thì tôi sẽ bỏ vào đây. Hoặc là liên kết những cái trang của mình, ví dụ bạn có fanpage hoặc là bạn có trang Facebook cá nhân thì bạn hãy add cái tên vào đây. Đó. Instagram cũng vậy, hoặc là Twitter. Nếu không có thì mình bỏ trống ha. Sau đó mình lưu và tiếp tục. Thì những thao tác này rất là nhanh, nên là bạn cứ theo những cái hướng dẫn của nó là mình sẽ có một cái kênh. Đó, và đây thì mình đã có một cái kênh rồi đó. Mình thấy rất là đơn giản ha. Rồi. Và sau đó mình sẽ tùy chỉnh thêm một số thứ, ví dụ như là
Đây là một cái việc đó sẽ dành cho bạn kiến thức tiếng Anh, cho nên mình sẽ bỏ qua ha. Rồi bạn sẽ vào trong cái phần xây dựng thương hiệu để mình thay đổi một số thứ, ví dụ như là mình sẽ bổ sung thêm vào cái ảnh bìa trong YouTube thì nó gọi là hình ảnh biểu ngữ. Đó. Thì cái phần ảnh bìa này á, tôi khuyến khích bạn là sẽ vào trong cái phần của thằng Canva, vào trong Canva để mà mình có thể mình làm. Đó. Thì nếu mà bạn nào mà chưa biết làm Canva đó thì mình sẽ vào trong kênh của tôi và xem một cái video khác với tên là hướng dẫn làm Canva ha. Đó. Thì ở đây tôi sẽ demo cho bạn rất là nhanh cái cách mình làm một cái ảnh bìa cho YouTube. Rồi các bạn lưu ý ha, mình cái ảnh bìa YouTube thì nó có một cái kích thước riêng cho đó, mình sẽ khởi tạo thiết kế bằng kích thước tùy chỉnh, nhấp vào trong bên cái ô bên phải đó, và sau đó mình sẽ vào trong kích thước tùy chỉnh đó. Cái chiều cao của cái ảnh bìa của YouTube là 2120 đó, và chiều rộng chứ, còn chiều cao là 1192 đó. Rồi đây là kích thước chuẩn của YouTube đó. Thì bây giờ với cái hình này mình sẽ làm gì? Thì tôi khuyến nghị bạn là mình sẽ nếu mà bạn muốn nhanh á, thì bạn sẽ kiếm một cái ảnh nào đấy đó, bạn kiếm một ảnh nào đấy mà mình thấy là nó ảnh nền nó phù hợp với cái tiêu chí của mình ha. Đó, ví dụ như tôi sẽ kiếm những cái ảnh mà nó có những cái nền, ví dụ như ảnh này đi. Cái ảnh mà cái nền nó đừng có quá rắc rối. Rồi sau đó là cái mẹo là để mình không có bị vướng về những cái kích thước á, thì mình sẽ bỏ một cái văn bản vào đây đi. Ví dụ như trong đây mình sẽ nói về những cái giá trị của bản thân mình ha. Rồi ví dụ như bạn chọn cái mẫu này đi, bạn sẽ nói về giá trị của mình là giá trị, bạn sẽ nói về những cái giá trị cốt lõi của mình ha. Ví dụ như tôi là sáng tạo nè, đam mê nè, đột phá đi. Ví dụ tôi sẽ chọn. Rồi, bây giờ tôi sẽ decor một tí cho nó đẹp hơn ha. Ví dụ như thấy màu đen thì nó không có nổi bật, thì tôi sẽ chọn một cái màu nào đó, tôi sẽ chọn hiệu ứng nè. Chọn cái hiệu ứng nào mà tôi cảm thấy nó phù hợp, ví dụ như đây hiệu ứng này đi. Tôi chọn cái màu khác nổi bật hơn, ví dụ màu đỏ, màu xanh. Rồi giả dụ như tôi chọn cái này đi và tôi sẽ cho nó nhỏ lại một tí. Rồi cái mẹo là chúng ta sẽ làm sao mà cho cái chữ này nó nằm ngay giữa đó. Thì cái lúc mà khi mà mình đăng lên cái trang bìa đó thì nó sẽ rất là vừa đó. Bây giờ tôi thấy cái chữ này nó vẫn chưa có phù hợp lắm thì tôi sẽ đổi lại. Và tôi đổi hình nền tôi thấy hình nền này nó cũng hơi tôi thay bằng hình nền này đi ví dụ vậy tôi sẽ đổi cái màu chữ cho nó phù hợp. Đổi hướng lại ví dụ tôi chọn hình nền này đi ha. Rồi sau đó tôi sẽ tải xuống, hình này xuống, mà sau lát một lát tôi dùng chính cái hình này tôi tải lên. Và bây giờ tôi sẽ qua cái kênh này và tôi tải cái hình bìa mà tôi mới làm. Đó, bạn thấy không? Nó sẽ rất là vừa với cái hình nền của YouTube. Rồi, tôi đã làm xong cái hình ảnh bìa.
Rồi, hình và video thì cái này từ từ đi, bạn chưa cần làm đâu. Rồi sau đó bạn bạn nhấp vào xuất bản. Thì bạn đã hoàn thành xong cái thao tác là tạo kênh. Đó, thì còn bây giờ thì bạn chỉ có việc là bạn sẽ up hình, up kênh video của bạn lên thôi. Thì đây là cái giao diện video của bạn đây. Đây. Chúng ta sẽ cập nhật lại cái hình. Để cập nhật lại cái hình bìa của chúng ta ha. Đó, bạn thấy là bây giờ là mình đã có ảnh bìa rồi. Rồi đây là cái giao diện chính của chúng ta. Đó. Đó, cái này là coi như bao bì, và bao bì là xong ha. Bây giờ chúng ta chỉ cần đắp nội dung vào thôi. À, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách mà chúng ta sẽ tạo ra một cái chúng ta sẽ tạo một cái video lên. Đó. À, chúng ta bấm chữ upload ha, thì nó sẽ cho chúng ta chọn file đó, và bây giờ chúng ta sẽ chọn file. À, có hai cách, một là các bạn nhấp vào đây và các bạn sẽ chọn file trong cái cửa sổ, còn hai là bạn mở cửa sổ hẳn lên và bạn kéo file vào đây. À, bây giờ tôi sẽ kéo một cái file tôi đã quay video trước đó, tôi bỏ vào đây. File bây giờ tôi kéo vào, tôi thả vào, bỏ vào đây. À, thì nó sẽ tải cái video này lên. Rồi bây giờ mình sẽ gõ vào cái tiêu đề của cái video này. Đây tôi sẽ gõ video này, hướng dẫn làm Canva trên vàng trong 3 phút. Rồi bây giờ đây là cái mô tả của cái video này, thì chúng ta nên lặp lại một cái từ khóa hoặc là tất cả từ khóa trên cái tiêu đề đó, làm Canva và trên những thao tác để tạo kỳ một thiết kế 3 đến 5 phút. Rồi mình thấy là nó à, đây. Rồi ở đây nó cho phép mình có thể upload một cái thumbnail. À, bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn thumbnail là cái gì ha. À, như các bạn thấy là cái thumbnail nó chính là giống giống như là cái biển hiệu của cái video đó. Tôi ví dụ như là tôi đang ví dụ tôi làm một cái YouTube bất kỳ ha. Đó, và bạn thấy đây là những cái thumbnail, tức là những cái hình bìa, tức là với một cái video á, nội dung bên trong không biết như thế nào, nhưng mà thường là người ta sẽ quyết định click vào trong cái video đó thông qua cái việc họ xem cái thumbnail. Đó, thì cái hình thumbnail chính là cái biển hiệu, mà cứ nôm na là một cái biển hiệu đi, tức là bên trong một cửa hàng, là có thể là hai cửa hàng nó bán hai những cái món đồ như nhau, nhưng mà một cửa hàng là không có biển hiệu, một cái cửa hàng mà có biển hiệu, thì đương nhiên là cái cửa hàng mà có biển hiệu đẹp và nó rõ ràng thì người ta sẽ dễ người ta vào, người ta mua hơn là cái cửa hàng không có biển hiệu. Đó, thì các bạn cứ hiểu như vậy. À, và mình nên có một cái nên tạo ra hình thumbnail, và tạo hình thumbnail như thế nào thì các bạn cũng vào Canva ha. Đó, tôi cũng đã hướng dẫn trong cái phần kia, các bạn vào Canva và sau đó là các bạn sẽ chọn cái hình thumbnail của YouTube đây. Đây ảnh bìa YouTube nè, bạn thấy không, nó có rất là nhiều cái mẫu, và sau đó bạn chỉ cần nhấp vào đây đó, bạn đổi chữ và đổi hình là bạn sẽ có một cái thumbnail dành cho mình đó. À, đây tôi sẽ demo các bạn thấy ha. Đó, và sau đó là tôi chỉ cần tôi đổi chữ thôi. Tôi đổi hình đổi chữ thôi là xong.
còn thấy đơn giản không ạ? À, cực kỳ đơn giản ha. Tôi sau đó tôi chỉnh những cái kiểu chữ mà nó phù hợp. À, bạn thấy là mình à, tôi đã làm xong rồi đó. Đó, tôi đã làm xong mẫu thumbnail và tôi chỉ xuất file này ra thôi và sau tôi up lên. À, tôi tải cái hình này xuống. Tôi tải hình này xuống và bây giờ tôi sẽ up hình này lên lại vào trong cái hình thumbnail này. Để dùng tính năng này thì tôi phải đăng nhập điện thoại vào, thì các bạn lưu ý là đó, cái này rất dễ ha, các bạn chỉ cần nhấp vào đây và các bạn tải cái thumbnail lên, hình thumbnail hồi nãy mà tôi mới làm đó, là bạn đã xong đó. Thì bây giờ bạn đã làm xong đây rồi, rồi bây giờ bạn sẽ nhấp vào đây là không dành cho trẻ con ha. Thì ở đây là tôi, tại vì tôi chưa đổi thành giao diện tiếng Việt á, thì các bạn lưu ý là bạn sẽ chọn vào video này không phải dành cho trẻ con ha. Rồi sau đó bạn next. Rồi cái phần này không quan trọng, tức là phần này họ yêu cầu là mình thêm vào trên cái màn hình, tức là cái phần cuối màn hình đó. Rồi bạn sẽ bấm qua khi nào mà, cái này là kỹ thuật nâng cao của YouTube, và trong video sau tôi sẽ hướng dẫn đó. Sau đó là nó yêu cầu là bạn muốn chọn ví dụ như là cái đầu tiên đó, tức là riêng tư, tức là đây ở đây là mình sẽ chỉ một mình xem được thôi, tức là dành cho những người tự kỷ ha, tức là làm YouTube xong chỉ một mình coi thôi, chưa có ai coi hết. Đây là unlisted, tức là không công khai, tức là người nào được gửi đường link á, thì người đó mới được xem. Public tức là công khai, tức là ai cũng có thể tìm kiếm được. Ở đây tôi sẽ chọn cái mục tìm kiếm được đó. Bây giờ tôi sẽ copy cái này, thì bây giờ tôi xem một lát tôi cái video của tôi như thế nào ha. Đó, bây giờ mình đã xong rồi đó. Bây giờ mình xem cái video mình đã up lên như thế nào ha. Đây, đây là video mà mình Chào các bạn ha, video trước là tôi đã hướng dẫn. đó. Đó, thì cái này là tôi đã hướng dẫn cho các bạn hoàn thành cái cách mình tạo một cái kênh và để upload một cái video đầu tiên đó. Rồi video này đã kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.